con cò có cái cẳng cao cao, cái cổ cong cong cái cẳng cao cao, con cua có càng cứng cứng cái càng cứng cứng. Nghe nè, mua được trái không? Dạ có. Ngồi xuống đây chú ca cho nghe, ca giờ lát mua chú nha. Dạ. Cái bài này chú sáng tác hay lắm nè. Con cò có cái cẳng cao cao, cái cổ cong cong cái cẳng cao cao, con cua có cái càng cứng cứng cái càng cứng cứng cái càng cứng cứng, con cua con cá con cò còn kém cái con cao cao. Đó, con cò con cua con cá, còn con cá có cái gì có cũng có cỡ, con cua con cá con cò còn kém cái con cào cào. Hay không, hay không, hay không? Hay quá. Hay lắm, tôi ca lại hay lắm, bà này tôi thắc mắc. Con cua nó kẹp mỏ lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Bữa nay tao kẹp nè. Cái gì vậy? Dở mặt, đứng lên. Ra đây, đi ra đây. À ha, hay quá ha. Ê. Ông biết là ông buôn bán ở ngay khu vực này cả 10 năm nay, ông có một cái bài ông làm tới làm lui hoài, ông thấy chán hả? Có bài mới hả? Mới đâu? Có cái con cua kẹp con cá kẹp con cò này nọ, con vậy thôi mà gọi mẹ đâu mới đâu. Có thấy gì mới không? Nè cái mặt nè, nhìn là thấy cũng cũ rồi nè. Vẽ chú Hề vậy hả? Vẽ chú Hề đây hả? Sao nhìn giống gấu vậy? Trời đất ơi. Nè tôi nói cho anh biết nha, vậy vừa phải nha, anh đừng có dụ dỗ con tôi à. Dụ dỗ đâu, anh hỏi ai đứa nhỏ tôi dụ đâu, tự hậu viên ở xóm nội rồi đó, tôi chưa có dụ ai à. Người tôi là tôi bán, mua không mua thôi, không bao giờ tôi dụ. Ờ, tôi chỉ mua bán đồ chơi cho em thôi. Thôi, búng dạ. Tôi búng một cái mỏ của ông, mỏ dưới ông nó che luôn, mắt trơn luôn giờ. Ông lại ông dụ hoài, nó đồ nó mua hoài, nó lấy tiền nó trả. Hả, từ nay sao là không được nghe, không được dụ dỗ nghe chưa. Coi chừng tôi à. Dụ dỗ nào, làm gì tôi. Tôi muốn bán đó, làm gì tôi, hả, làm gì. Cái này bự hơn mặt ông không? Không bán thôi mua thôi làm gì ghê. Trời ơi hù ta không. Nè, cấm hai đứa tụi con nghe chưa? Dạ. Bây giờ là chỉ có ở nhà chơi thôi. Ngồi ngay đây, coi chừng nhà, không được la lớn để bà nội ngủ, nghe chưa? Dạ. Nè, chia nhau ăn đi. Ủa sao có cái gì ba? Ăn cho nhiều lần cho cái mỏ mà dài là giống mỏ chả đó hả? Ăn nhiều súng răng hết trơn à. Ngồi xuống đây. Ngồi đây đi. Ngồi xuống. Chia nhau ăn đi. Không có la lớn rồi chưa? Nè. Anh ơi kỳ quá à. Sao anh hai miếng bự hơn em nhỏ xíu vậy? Thì em nhỏ, em ăn miếng nhỏ, anh lớn anh ăn miếng lớn. Ừ, em nhỏ anh phải nhường cho em chứ. Không chịu đâu. Cái gì đó? Cái gì vậy? Sao vậy? Cái này nè, ngồi xuống lại nè, ra. Sao cái gì nói chú nghe, coi. Cái gì đó, hai đứa đang gây lộn gì đây? Anh dành bánh của con kìa. Ủa sao kỳ vậy con lớn rồi con dành bánh cho em Út vậy? Em trả cho em đi. Để trả nó cho em. Ủa, sao là sao đó nghe chưa? Anh này lấy miếng lớn, còn con miếng nhỏ xíu à. À, đưa coi. Đưa coi. Trời đất ơi. Cái con tự nhiên con bẻ đâu ra. Rồi em có miếng bị lớn gì con con miếng bự vậy. Bây giờ phải muốn cái hai miếng đều nhau không? Dạ muốn. Muốn hai miếng đều nhau phải không? Chú quá phép cho. Chú biết phép. Chú quá phép đó là cái hai cái bánh nó đều nhau. Hiểu không? Dạ chịu. Chú nó bắt đi. Đó, cười cái này. Ui giời ơi. Giờ biến hai miếng đều nhau nha. Dạ. Ấm bà la. Ngon nhiều ơi. Ngon nhiều. Ủa sao chú cười vậy? Là chú ăn của con. Không phải. Chú biết là biết điều nhau. Là hai đứa được cái lộn. Đúng không? Đúng không con? Đúng ha? Rồi đó, điều đó. Điều hai đứa điều rồi. Ủa sao miếng con nhỏ hơn rồi? Nhỏ hơn không? Đâu? Điều nhỏ hả? Nhỏ hơn rồi đi nè. Coi. Đúng là miếng nhỏ hơn à. Chú kỳ quá, mấy con nhỏ hơn rồi nè. Không chịu đâu. Ủa, nhỏ rồi đó. Đúng, đừng khóc, chú làm điều lại, quá phép điều lại. Canh, để chú canh coi. Đúng rồi, nhỏ hơn chứ ha. Làm cái điều lại nha. Dạ. Ủa, sao miếng con chút xíu mà em con bự hơn con nhiều quá vậy? Sao chú phải kỳ quá vậy? Nhiều đã nhiều quá nữa. Kỳ quá à. Cái gì? Con nhỏ hơn miếng của em con kìa.
Nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Rồi nhỏ hơn ha. Thôi bây giờ về đi, muốn cho hai đứa đừng gây lộn á. Dễ lắm. Thở không? Chú đàn cho con. Chú đàn, tao đi ăn hết mà. Băng hết, băng luôn con. Băng hết rồi. Để hai đứa đừng gây lộn. Chú đàn lại cho con băng của con. Chú ăn hết rồi, chú đàn lại cho con. Chú đàn cho con. Muốn ăn hết hả? Đừng la lớn, đừng la lớn, đừng mấy bà. Chú đền cho con nha, chú đền cho con. Chú đền cho con khác nha. Đồ chơi, có thích đồ chơi không? Con này chịu không? Không, con muốn con bự hơn con đó. Bự hơn con nào? Lấy con nào? Rồi muốn lấy con nào? Lấy con này. Con này. Rồi, lấy con này, lấy con này, lấy con này nè. Đừng có mấy bà nè. Con với chú, đây nè, đó, con là lớn ưu tiên đó, con ưu tiên đó. Con muốn con bự hơn. Bự hơn là con nào? Con muốn lấy con này. Nào? Con cá. Tụi nó mắc tiền lắm. Không biết ba mẹ. Thôi đừng, đừng la, đừng la, đừng la, la, đây nào, lấy con cá đi ông nội. Nè, đó, rồi, rồi thôi nghe, thôi nghe. Mẹ, anh ăn con bự hơn con con. Rồi sao? Con muốn lấy con hả? Ủa rồi, đừng la, đừng có khóc, đừng khóc. Trời ơi, đừng có khóc. Ôi nè, đó, nè, bây giờ cho nè, đó. Rồi đó, xong rồi đó, nha, vui đi nha. Ủa? Cái gì vậy? Đâu em con với hai con nữa mà. Thì hai con nhưng mà con bự. Mày lấy mày lá âm sùm. Mày lá âm sùm cho ba mày đá bây giờ. Không, thôi. Nay con bự hơn con. Thôi đừng. Trời ơi, tao khóc hoài đừng có la lớn. Trời ơi trời. Cái gì đây? Cái vụ gì nữa? Hả? Cái gì à? Không có gì đâu. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên đi. Ơi. Cái gì? Vụ nhỏ mua mấy mấy nhỏ mua. Bánh của con á. Bánh của con á. Không phải. Hồi nãy nó bẻ miếng lớn miếng nhỏ không đều. Tôi cân lại cho nó đều. Tôi cân lỡ. Nó hết rồi.